Ngoài ra thì tùy thuộc vào intent thì nó có những tham số khác nhau, thì tùy thuộc các bạn gọi intent nào.
implicit in tay này thì thành phần nó sẽ khác, bên này thành phần nó sẽ khác, hiểu không ạ? Tuy nói in tay mà thành phần nó sẽ khác nhau đó. Ok rồi, tham số chính của in tay nó là action cộng với data đấy các bạn, activity 1, activity 2. Ok, activity có thể có sẵn hoặc là các bạn tự tạo đúng không ạ? Đấy, hoặc là các bạn data thì có thể là dữ liệu chính hoặc là một số dữ liệu khác hoặc activity, được chưa? Rồi, một số tham số ví dụ như thế này là thường sẽ dùng những cái intent này sẽ dùng cho cái gọi là implicit ha, không phải explicit, implicit. Ví dụ như là action code gọi điện thoại đó cũng là intent, rồi là action edit, action event. Rồi riêng cái action code thì nó một số cái hiện tại đã bị permission, bắt đầu version mà Android 6 đã bị sáu các bạn, tức là cái Android bị bảo mật cho nên là bạn phải, các bạn phải xin quyền. Giống như bây giờ các bạn thường các bạn cài một cái gì đó nó hỏi là bỏ cho phép truy cập đến cái vị trí hiện tại các bạn không, các bạn unlock thì nó mới được cho phép, hiểu không ạ? Cái đấy gọi là quyền mà Android cấm, để tránh trường hợp là bị người ta truy cập bất ngờ và lấy hết dữ liệu trên điện thoại các bạn. Tức là cái thế trước đây các bạn làm Android dễ lắm, vào chỉ cần rồi dầu cái cài cái hoặc là bắn một cái thông tin cài cái lên người dùng biết click chuột cài là coi như các bạn mất hết thông tin. Thì sau này á các bạn có cài một cái gì á liên quan đến địa điểm tất cả thứ á thì nó sẽ có hỏi các bạn có cho phép truy xuất không, hiểu không? Thì cái mốc này là thì các bạn bao lâu thì nó mới cho phép. Ví dụ như các bạn cài cái Grab nha, nó hỏi là cho phép Grab truy xuất địa chỉ hiện giờ của bạn không, hiểu không? Còn ok cái các bạn mới truy xuất được, phải cho truy xuất thì mới book được xe chứ đúng không? Không cho truy xuất không book được. Và cứ truy xuất vào danh bà, truy xuất vào nội dung, cái các bạn cho phép hết là coi như mất hết tài nguyên á, hiểu không? Cẩn thận, cho nên khi các bạn cài có bị hỏi câu hỏi đó các bạn cân nhắc xem có cho phép người ta truy xuất vào cái tài nguyên trên điện thoại các bạn không, hiểu không? Nhá, thì cái đấy gọi là bảo mật. Và khi tôi lập trình thì sao? Đấy là mình dùng mình sẽ thấy như vậy. Nhưng khi mình lập trình thì sao? Thì bây giờ trong cái code Java các bạn sẽ có một đợt code để xin quyền, cái đó gọi là xin để cấp quyền. Thì khi các bạn copy cái code để vào, các bạn muốn làm ấy thì nó sẽ bật ra cái nó sẽ bật đấy, đúng không? Thì cái này là các bạn sẽ được học kỹ vào cái phần Android nâng cao, nghĩa là ta sẽ có hai môn Android sau môn này, đó là giao diện Android và Android nâng cao, đúng không? Đấy, hay là factory vân vân, reset rồi screen on hay là time zone hay là app lên những cái cảnh này, cái đấy những cái này gọi là các action, đúng không? Action category thì các cái này ta dùng này, category launcher dùng chưa? Dùng rồi, ở trong cái main activity mà ta hay set nó trong cái Android menu đó thì các bạn set thì nó chạy đầu tiên á, cái launcher nó khởi ra đầu tiên. Có cả browse, stable, get, home, nhiều reference. Rồi, một số ví dụ về cặp giá trị action và data, ví dụ như phone. Đấy, phone là thực hiện vào điện thoại, action view là hiển thị giám chủ lên phim truyền. Cái này là dùng một trong cái gì ạ? View web view, vòi xuống, rồi xem danh sách người dùng, đó, sửa đổi thông tin liên hệ, hình danh vân vân. Đó, hiển thị danh sách người dùng vân vân. Rồi, đường dẫn UI là Uniform Resource Identifier, đúng không ạ? Nhiều nó gọi, ta gọi là đường dẫn, đúng không? Đương nhiên là đường dẫn này thì nó không cùng lắp Identify mà, đó là duy nhất ha. Đó, cái này dùng để mở một trang web để làm, đúng không ạ? Hay là trỏ từ cái file tài nguyên nào đó trên cái điện thoại của mình. Đấy, đấy, ví dụ như thế này hiển thị giao diện cho phép nhập số điện thoại thực hiện cuộc gọi bằng phone. Cái này là phải cấp quyền cho các bạn Android permission con phone con trong Android, thấy chưa? Nó hai cấp ở đây chưa đủ đâu, cấp ở đây nó không được, bây giờ phải cấp ở một chỗ cấp quyền khác. Có thể xem cái chỗ cấp quyền, cái code cấp quyền cho các bạn ha. Ok, đấy con phone đấy. Ok, đây là đợt code phải xin cấp quyền nữa thì nó sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Rồi, ok. Hoặc cái này là gì đấy ạ? Hiển thị tất cả công tắc để người dùng lựa chọn nè. Được chưa? Này phải cấp quyền. Được chưa? Ok. Đấy, công tắc. Sửa thông tin công tắc.
ai phải có các quyền. Rồi cái này vendor thì vẫn khác nói rồi ha, sử dụng đối tượng vendor để truyền dữ liệu đó, put gì đó đúng không, put double, put string vân vân, put in đấy, ok, gửi lên cao vendor, cái này làm rồi. Thì nữa cho làm demo, không biết rồi cô sẽ demo lại cho, được chưa? Rồi lấy ngược data lại, vừa trước cũng ghép bên đời extend nè, đấy cũng ok rồi, truyền dữ liệu vào bên đời, rồi intent filter, rồi từ từ bây giờ demo đã, ta quay sang intent filter trước, à, bây giờ ta sẽ demo phần này đã nhá, ok. Demo truyền dữ liệu qua Binder thì từ từ. Ta demo phần này trước. Đây, bây giờ ta sẽ ví dụ như là lấy danh bà chẳng hạn ha. Lấy danh bà. Đây. À, cô sẽ lấy cho các bạn cái quyền. Cái quyền. Đây nè. Permission Android coi permission đây, permission cô sẽ gửi các bạn cái này trước, cái này là cái hàm mà per xin quyền, nghĩa là cần quyền gì thì xin quyền đó đúng không ạ. Ví dụ như là cô cần cái quyền là đâu rồi, cái này là write external story thì cô phải để write external story vào. Ví dụ cô read contact á, lấy điện thoại á, read contact, write contact á, thì cô phải xin cái quyền nó vào, hiểu không ạ? Đây, cô sẽ gửi cái permission này lên MS nha. Đây, ok. Đây cô gửi cái này cho các bạn, code có sẵn, copy các bạn không cần gõ, chỉ cần đổi cái quyền thôi. Nghe em hát câu giống ca lớp mình nè. Trật tự các bạn ơi. Sao ồn dữ ta? Lớp mình là 06 nè. Đây. Cô add cái folder nha. Tài nguyên nè. Rồi, các bạn lên đây, các bạn lấy cái file này về nhá. Cái này là permission. Rồi, bây giờ cô sẽ làm cho các bạn một cái demo. Ủa tại sao vậy? Kỳ cục. Service Android. Android.
Đây nè, explicit intent nè. Đây, cái này làm cái này trước nè. Internet thì lại không cần xin quyền. À, nè nghe nè. Bây giờ nào trật tự các bạn ơi. Cha giảng không có nghe giảng như trên sao các bạn làm bài. Tôi giảng demo này xong là tôi yêu cầu làm bài luôn nè. Lớp này ngồi ồn quá. Đây, ví dụ bây giờ làm cái đây là con phone. Bây giờ điện thoại được web view đi ha, tôi làm cho một cái web view nè. Đây cái này explicit, implicit đi. Đây. Cái này là web view. Đây, đã web view thì cần phải internet, được chưa? Đây tôi sẽ hướng dẫn vào cái này, giả sử cái này chẳng hạn làm cái web view chẳng hạn. À, lớp mình là cái này là 02 open dự án mẫu Android cơ bản. Đây lớp 06, ok. Rồi các bạn, cô sẽ hôm nay cô để tạo buổi 4 rồi nha các bạn. Đây các bạn vào buổi 4 nào. Tạo package cho nó gọn ha. Buổi 4 nào. Đây cô tạo một cái web view activity nha. Các bạn tạo một cái activity đặt tên là web view. Ví dụ cái này là web view. Ok. Rồi. Để cô sẽ gửi cái code này lên cho các bạn coi ha. Đấy, cô sẽ tạo intent này, cô sẽ gửi lên MS luôn cho các bạn nhá. Các bạn tham khảo tài nguyên ha. Đây implicit nè. Cái này là web view ha. Ok. Rồi. R. Ôi cha, cả đơn Z. Ok. Rồi bây giờ nhá, bước 1 là các bạn vào đây. Các bạn đổi cái layout cho cô. Cái này các bạn đổi cho cô là linear layout. Cái này để orientation để vertical. Chỗ này các bạn để cho cô nè, các bạn vào design nè, các bạn search cái web view. Được chưa? Thấy web view chưa? Các bạn nắm cái này các bạn thả vào đây. Đâu rồi? Không thấy. Rồi. Thấy chưa? Cái này là các bạn để là match parent luôn. Thấy chưa? Cái này là một cái web view. Ok chưa? Còn các bạn muốn search á, các bạn muốn search thì muốn gì nữa thêm vào đây cũng được. Tôi để cái web view thôi. À, hoặc các bạn gõ đường dẫn vào đây nó sẽ nhảy xuống dưới này cũng được. À, nhưng mà bây giờ tôi lấy fix một cái web view bất kỳ nào đó, hiểu không? Google hoặc gì đó, hoặc là bây giờ thế này. Hoặc là cô sẽ kéo một cái anh này vào đây. Một cái edit text vào đây.
cái bài, cái này là match parent, cái này là wrap content. Cái này các bạn để cho cô cái hint, hint là các bạn để cho cô là enter web link. Ok, sau cô để một cái button, để cái button, khoan, thôi để button ở dưới luôn đi. Button các bạn để là wrap content đi, wrap content đi. Cái này các bạn để là tag là search vô, đúng không? Cái này để ID nha các bạn, ID nè là tag view gọi link đi ha, link. Cái này là but, ID là button, ID là button go link. Đấy, còn cái này là tag view. What? Sao cái dưới này là tag view? Cô nhầm. Cái này phải là gì ạ? Web view. Tại sao tôi search mà ra là tag view, web view mà? Nắm này thả vào đây mà. Đấy, sau cái này là ra cái tag view trời. Được chưa? Đó, ID là web view. À, link. Đó. Rồi, ok. Đấy, nó ra cái này. Gõ đường link vào đây, nhấn nhấn go, nó sẽ đổ. Nó đổ xuống, được chưa? Đấy. Ok. Rồi, bây giờ bên cái này các bạn tham chiếu tương tự nhá. À, có một điều quan trọng nào. Muốn truy cập internet thì các bạn phải xin quyền, à phải phải cấp quyền nó ở Android Manifest. Các bạn cấp cho nó đây các bạn nhá. Permission. Đây. Đó, name là rồi, intent rồi, quên. Thằng quỷ này không nhớ. Cái chuỗi nó dài dài. Đâu cái quyền internet của tôi đâu? Cái quyền internet của tôi đâu? Đây là contact. Contact. Đây. Android.permission.internet nha. Đây nè các bạn nè, cái permission đây nè. Android.permission thay vì con phone thì cô để chữ internet nha. Android.permission chết cha. Ủa? Inter. Ây da. Gì kì vậy? Không có nhắc gì hết trơn vậy. User permission. Bởi vậy user per, uses permission đấy. Nhắc chưa? Bởi vậy nó không nhắc. Android permission.internet nha các bạn. Xẹt lại. Ok chưa? Đấy, cái này là xin quyền nhá. Cấp quyền cho nó. Internet thì không cần phải xin. Mấy cái mà truy xuất vào cái tài nguyên đó là bắt buộc phải xin. Hiểu không ạ? Tại vì nó là bảo mật. Nó bảo mật sau này ha. Còn cái này không phải xin, cái này chỉ cấp thôi, cấp quyền cho nó thôi, ở trong Android Manifest thôi. Còn xin quyền là ta xin ở đâu, ta viết code trong này nè. Được chưa, cái này không cần. Rồi bây giờ nhá, các bạn đầu tiên là các bạn khai báo ba cái đối tượng ở bên này nè các bạn. 1, 2, 3. Một cái là gì đấy ạ? Một cái là edit text, một cái là button và một cái là web view. Ok, bây giờ ta sẽ có khai báo trên edit text. Edit text link. Rồi một cái là button. Đó, button go. Một cái là web view. Web view. Được chưa? Android WebKit. Đó, web view. Ok. Rồi tham chiếu tương ứng thôi nhá. Bây giờ tham chiếu nè. Edit text link gắn bằng file view by dr.id. Edit text. Cái gì ta? Thằng này có để là gì? Cái này là text view hả? Edit text chứ. Txt link đi. Đấy, txt link. Ok. Hai ông kia tôi copy luôn nha. Ctrl C về. Cái này là button go.
Cái này là button go link. Cái này là web view. Cái này là web view link. Ok. Xong. Rồi. Bây giờ các bạn coi nè. Cái này gọi là cái gọi nó như thế nào nè. Bây giờ phải tạo một cái intent nè. Rồi, tạo một cái intent. Cái này là edit text rồi, ok. Cái này button, ok, go rồi. Bên activity nè. À, cái này nè. Tôi sẽ phải lấy được cái link. Đúng không ạ? Ok. String cái này, cô sẽ lấy đường dẫn nè. Đường dẫn là một nè, tôi tạo intent nè. Intent action view nè. Đưa cái đường dẫn vào nè. UI nè. Chấm path URL đường dẫn vào nè. Rồi start activity intent. Ok. À, đẩy nó vào. À, hoặc là bây giờ các bạn cái này là nhảy tới luôn. Nhảy tới cái web luôn. À, bây giờ cô muốn mở trong web view. Cô muốn mở trong web view á thì tôi phải dùng cái code khác một chút. Ha. Cái này là các bạn action view, tức là các bạn nhảy tới một cái link như mở browser luôn. Mà chúng ta sẽ không mở browser nhá. Thì hiểu không? Cái bài này là bài mở browser luôn à. Ok. Nhưng bài của chúng ta sẽ không mở browser. Các bạn để ý nha. Bài của chúng ta sẽ không mở browser mà tôi sẽ để cho nó nhảy vào đây, dữ liệu nó nhảy vào cái dưới luôn. Đấy, thì ta phải tạo khác một chút đối tượng browser. Đúng không ạ? Rồi, cô sẽ quay lại, cô lấy cái code này các bạn coi nè, web view. Chờ cô xíu nha. Đấy, hoặc là các bạn chỉ các bạn cách học luôn nè. Các bạn lên các bạn search nè. Đây chỉ các bạn cách học luôn là web view Android nè. Web view example. Ok. Thì các bạn đọc ở trong cái developer.android, đúng không ạ? Build web app nè. In web view nè. Ok, cái guide của nó nè. Cái này là cái document chính thống của nó nhá. Các bạn coi cái code. Đây, đây dùng cái web view thấy không? Ok chưa? Xong rồi các bạn lại chọn này load nè, đường dẫn nè, lấy đường dẫn nè, load URL nè. Ok. Đấy. Hai cái khác nhau nha. Bạn cấp cô gửi cái tài liệu này về các bạn làm nè. Tài liệu này về các bạn làm đi ha. Cái này nè. Implicit về các bạn làm, tức là nó các bạn thử test thử là nó sẽ bật ra một cái browser. Nhưng mà cô sẽ không làm bật ra một cái browser. Hiểu ý không? Đó, mà mở luôn trong web view. Mở luôn trong web view thì code viết khác một chút. Đây, nhớ lưu ý nhá. Không bảo cô ơi, em xong làm không giống cô. Nó sẽ khác. Ok. Rồi, bây giờ các bạn nè. Cái này là cái web view nè. Đúng chưa? Đó. Các bạn set cái web view cho các rồi. Cái này là ok rồi ha. Rồi, cái web view này các bạn dùng load URL lấy đường dẫn. Đó. Ok, cái này encode cái nó đi base64 load data. Đấy, load có thể load một cái trang bất kỳ nào đó, đường dẫn. Ok, có định dạng của nó là encode HTML luôn ha. Đấy. Ok. Đấy, thậm chí là các bạn load luôn cái đường dẫn HTML. À. Đấy, ok luôn, dễ. Được chưa? Rồi, permission the internet, đúng rồi nè. Thấy chưa? Rồi, ok. Rồi, web view, web app, interface. Rồi, code này nó show tốt. Cái này là add nè. Được chưa? Cái này là web view client. Tạo một cái web view, my web view client cũng được. Ok, extend cái web view client. Ok, nói chung là có nhiều cách thì các bạn làm. Okay. Rồi, đấy bây giờ code link nó ưu tiên code link trước luôn. Đấy, nó thêm cái nút bắt cho các bạn luôn. Ok, rồi, bây giờ cô sẽ view nó lên cái đã nhá. Đầu tiên nè, các bạn vào đây. Các bạn tạo cho cô một cái class. À, browser, các bạn tạo cho cô một class để các bạn nhúng cái web view client vào. Đây nhá. Cô sẽ làm cái class này. Đâu rồi?
Thôi lấy lốt lốt để ta bình thường đi đã. Rồi. My web view. Đây đường dẫn là URL. String. String URL sẽ gắn bằng là edit text link chấm get text. Được chưa? Chấm to string. Cái này để các bạn lấy cái web view. Lấy cái link. Được chưa? Rồi, khi tôi nhấn button go thì ông này ông sẽ đổ cái link này ra. Ta sẽ là button go chấm set on click new on click listener. Rồi, đưa cái đường dẫn, đưa cái này vô luôn để nó khỏi để final mất công. Ok, cô đưa vào đây nhá. Rồi, bây giờ ta sẽ lấy là cái web view chấm load URL. Các bạn đưa cái đường dẫn vào. Đây là cái URL vào. Ok. Rồi chạy run. À khoan. Rồi cô quên nữa. Cô phải đổi cái web view. Cô sẽ đổi cái này đã. Click chuột phải đây. Click vào đây. Chọn cái web view. Được chưa? Đấy. Hoặc là bạn nào các bạn hoàn toàn có thể nhận là một cái file các bạn chạy từ B1, B2, B3, B4, B5, B6 đúng không? B7, B8 demo làm cái activity ban đầu á. Bài lab cũng vậy, làm tôi giả sử 3 bài lab đúng không? Thì làm một activity chạy đầu tiên là một cái bất ba cái button. Button 1 là click vào bài 1, button 2 click vào bài 2, button 3 click vào bài 3. Hiểu không? Chứ dễ. Đấy, hoặc là cô làm cái main activity của cô nè. Main chưa có gì đúng không? Bây giờ cô sửa cho các bạn coi luôn nha. Đấy, main activity. Main của cô đâu? Main có gì chưa? Main chưa có gì đúng không? Cô tạo cái icon vào đây. Đây. Chạy giống như chạy lại nhá. Đây, cái main nè. Cô sẽ để cái linear layout đúng không? Linear layout. Ok. Đó. Các bạn để cho cô là cái button. Button hôm nay cô để là cái này cô để là match parent wrap content. Cô để hôm nay là cô để là tech là lab bài 4. Bài 4. Ok. Đấy. ID button bài 4 như vậy. Cô nói cho anh này chạy main thôi. Okay. Rồi bây giờ cô nhá, ví dụ như là http://www.google .com.vn đúng không? Các bạn click go một cái. Go. Rồi. À rồi ông này ông mở ra. Đây, just one. Mở ra nè. Cái đường là dẫn, đường link mở ra một cái browser đúng không? Bây giờ nè. Cô set lại cái chỗ này cho các bạn nè. Bây giờ cô phải tạo một cái web view ở đây. Được chưa? Đây load URL nè. Ok. Bây giờ là ta sẽ tạo cái web view nè các bạn nhìn nè. Bây giờ cô sẽ tạo ra một cái web view. Đâu? Web setting từ từ. Cô sẽ phải tạo ra một cái đâu rồi? Web. Đây. Web view client. Đây. Web my web view client. Được chưa? Tức là cô phải tạo một cái browser ảo. Đúng không ạ? Đây rồi nhá, cô để class nè, nhìn nhá. Ủa cái gì vậy? Đây. Các bạn vào đây cô tạo cho cô một cái public class hay private class gì cũng được. Class là my web view client. Ok, extend
cái ông này là ông Webview client chưa? Ok, ở đây các bạn tạo là should override, should override, should override URL loading. Ok, return ông này. À, các bạn để cho nếu cái này là bằng cái get hot khỏi cần patch. Ok, return phone nếu cái này là equal cái intent đây 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 start activity đây while intent action view patch action view return to. Ok, ok, intent, intent way part cái này là web view, cái này là view string URL đây, cái request này nè, nó chính là URL nè, được chưa? URL patch URL string, cái này là đổi thành string nè các bạn. Đó. Ok, return to. Rồi cái này là các bạn mới dùng cái anh này là set my web, my web view, cái này là set web view client. Ok, ok, cô đổi cái này là set web view, web view client new my web view client. Ok, rồi được chưa? Bây giờ chạy lại nhá, run nào. Đấy, back ông này lại, xóa ông này đi các bạn nhá. Đấy, nó mở ra này, accept continue, nó mở ra các bạn một cái mới, chạy lại đi. Thấy chưa? Tức là các bạn phải override, tức là cái web view các bạn phải làm thành một cái browser khác, hiểu không ạ? Làm thành một browser khác. Rồi cái này là http www.google.com.vn. Ok, go. Ấy. Alright. Should alright while loading. Chờ cô xíu. Should alright. Kỳ đạo. Alright while loading, đúng rồi. Boolean, đúng rồi. Intent. Action view hash URL, đúng rồi. Ê. À, cái thằng này từ từ nha, cái thằng này should override loading, đúng rồi, cái này new. Ok, web view. Trời, coi lấy cốt cũ của tôi đi. Sao mà làm cái này không chạy trời. Ô, nó bị lỗi gì? Demo on Android demo. Android nâng cao. Podcast receiver map RSS
circle, rest, quên men, java, ở xin sạc men, item. Xíu xíu nha. Đây. Rồi, đây 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 cho xíu. Đây nè. Cái này là tag. Skill. Ủa sao kỳ vậy ta? Sạc sạc item. Không phải anh này rồi rồi đấy. Ủa đúng rồi, rồi add. Mở ra một cái mới. Main activity. Từ từ nha, Android cái này podcast map RSS. Lấy một cái list view. Đây. Java. Ấy giống nhau. Item item. Không phải. Wait wait me, wait wait. Đâu cái list, cái activity của tôi đâu? Animation. Facebook service RSS demo đây. Quá trời demo. Model main. Đây, đi theo đây. Ok. Đây, cái này đây, set web view client nào. Mọi làm cái này đi. Đây. Lấy set web view client luôn ha. Thực ra là viết cái này đáng lẽ là nó sẽ ra đấy các bạn, là web view client đây nè. Mà tại sao thằng này nó không có chạy? Bây giờ tôi comment ông này, xóa ông này lại, các bạn khỏi phải bị lẫn lộn nhá. Xóa ông này lại nè, comment ông này lại nhá. Để các bạn làm khỏi lẫn lộn nè. Cái này nè, set web view client nè. Không có new cái này nữa mà new trực tiếp ông này luôn. Hiểu không? Tôi new trực tiếp luôn. Đây, new web view client luôn. Đấy. Thì nó sẽ có một số cái phương thức nó cần phải override. Đây, nó sẽ có một số phương thức quá nè. Đấy, thấy không? Thấy cái phương thức là shoot override overloading không? Thấy không ạ? Đấy, load while nè. À. Rồi, được rồi, tôi hãy lọc cái này trả về anh này đi. Đấy, nó có cái phương thức là shoot override loading nè. Thấy không? Shoot override loading nè. Thấy chưa? Nhưng mà cái này ta để là string URL. Thấy chưa? Giống như dưới nè. Đấy, thì cái này trả về return là view và cái này là trả về URL. Ok. Và cái này ta để là cái web view load URL. Load URL. Đưa cái đường dẫn vào. Và đừng đợi đó. Ok. Rồi chạy thử nha. Chạy lại nè. Đấy, hai cái này các bạn thấy giống nhau không? Thực ra nó giống nhau. Thấy chưa? Đấy mà nó chạy nè. Về bản chất là nhìn á, thấy không? Cũng là shoot override loading không? Thấy không? Đấy. Bây giờ chạy lại nha. Lại quay lại nè. HTTP google.com.vn. Thấy chưa? Thiếu chữ G thì thêm chữ G. Go. Rồi, cái thằng quỷ này báo gì? Doing work thread, nó bị lỗi skip. Locate coi nó sao mà nó không có ra. Không báo một cái gì hết trơn. À, cái thằng quỷ này bực ta.
thêm cái hàm nữa coi, là on pay finish. Sao nó không bảo cô override cái thằng này nhỉ? Thằng này là củ chuối vậy trời. On pay finish return URL. Ok, new web view import đúng chứ các bạn, import là web view đúng rồi, web view, web view. Ok, tôi bôi cái này đi. Ô cái thằng này sao nó không chạy ta. Thằng này là attempt to remove non-re-any local reference. Cái gì vậy? Ủa xong ra, ủa cái thằng này. Bởi vậy hỏi tại sao dạng không hiểu cái gì. Về nhà có coi đâu, về nhà đến lớp dạng coi đi, về nhà coi thêm. Trên lớp đã không coi rồi, về nhà là lười coi nữa. Người ta học trước các bạn, nó học sau không à. Chết cha cái thằng này. Nân remove nân. À cái thằng quỷ này sao kỳ ta. Open web view. Web view Android. Đây bị y chang nè. Yêu sinh. Trên icon sao bị cái RNI này. Local reference. Don't do this. Ở đây tôi làm gì có thằng này trời. Oh, dumb threat. Stack overflow. Thằng này thằng map web view local reference.
Android web view using. Giờ tôi using cái này làm gì trời? Cái trang web là ví dụ như là cao đẳng. Thằng nào cũng bị dumping threat. Cái thằng quỷ này. Nessus emulator. Cái thằng quỷ này. Hello, make current. Như kỳ ta. Trong lúc chờ đợi mở lớp 3 nha mấy đứa ơi. À, lớp 4 chưa quên. Lớp 4. Viết ứng dụng tìm bồi số chung nhỏ nhất hai số kết quả được xuất trên activity khác. Sử dụng intent filter. Phone. Đây. Yêu cầu 2 xem bản đồ. Để cô coi lại. Lắp 4 nó làm đâu mở. Custom lead view. Bài này hướng dẫn rồi. Lắp ba, để cô chạy lại anh này coi. Trời ơi, khởi động Android lâu quá. Mở lắp đi các bạn ơi, lắp ba. Chạy lại cái nữa coi.
bà cả bài lắp 3 bồi số chung nhỏ nhất của hai số nghĩa là sao các bạn? Bồi số, bồi số là số, bồi số chung là chia bồi số nhỏ nhất là chia ra từ đó đúng không? Là bồi số đó. Bồi chung là phải gấp chung. Gấp chung là lớn nhất, còn bồi số chung nhỏ nhất. Mở lắp ba. Đâu, tôi coi tôi chạy đến đâu đây nào. HTTP. Đây. Ôi ông này Android C. Nó bị chặn cái gì rồi à, cái thằng này emulator lắp 3 à, lắp 4 lắp 4 mở lắp 4 cô mở lắp 3 đến hết hôm nay nha. Chưa mở thì hôm nay mở hết hôm nay nè. Không không trả giá nha, không không trả giá. Làm thêm là bài cấp tài à rồi rồi rồi
Nhiều cái nữa. Rồi ok rồi nha các bạn. Rồi ok rồi nha. Load được đường dẫn rồi nha. Rồi các bạn là vào trang nào rồi nha. Các bạn vào một trang nào đó, biểu trang là Cao đẳng F Poly, Cao đẳng FPT .edu.vn đúng không? Đây cái trang này chẳng hạn. Cái này là cao đẳng .fpt .edu.vn. Cao đẳng .fpt.edu.vn chẳng hạn, các bạn nhấn vô. Nó bảo không có. Bỏ chữ W đi ha. Không không. Con để bỏ chữ W đi. Bỏ chữ S không? PTS, PTTS không? Rồi nhấn vô. Đó, ra cô đẳng chưa? Ok. Thì cái này là web view ha. Đấy. Khi nãy là thiếu cái đường này nè, cái link này nè. Đấy, code nó này các bạn. Đấy. Đấy, code nó đó. Ok. Đó, bài làm thêm, đó, bài làm thêm làm cho cô web view rồi đấy. Đây là bài làm 4. Lớp 4. Làm đi, làm đi.